Trần Dung bà Trần Thanh Kiệm, phu nhân của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Phu nhân Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là bà Trần Thanh Kiệm, người con vùng sông nước Hậu Giang, người bạn đời Thủy chung nhân hậu đảm đang, người giữ lửa cho mái ấm gia đình và luôn là nơi chia sẻ, là điểm tựa của ông và các con của ông, là động lực to lớn, tăng thêm sức mạnh cho ông vượt qua mọi khó khăn thách thức, hiểm nguy, hoàn thành trọng trách của mình với nước, với dân. Ông và phu nhân Trần Thanh Kiệm có ba người con. Con trai cả của ông là Nguyễn Thanh Nghị, sinh năm 1976, lấy bằng tiến sĩ ngành kỹ sư công tránh xây dựng ở Washington, Mỹ. Được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng từ ngày 11 tháng 11 năm 2011 đến tháng 3 năm 2014. Và từ ngày 5 tháng 10 năm 2020 đến nay, người được đề cử và bầu làm ủy viên dự khuyết ban chấp hành trung ương tại Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam. Lần thứ 11, Bí thư tỉnh ủy Kiên Giang từ ngày 16 tháng 10 năm 2015 đến ngày 17 tháng 10 năm 2020, hiện đang là ủy viên trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, người con thứ hai là con gái Nguyễn Thanh Phượng, sinh năm 1980, tốt nghiệp cử nhân kinh tế Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội và thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Đại học Quốc tế Geneva, Thụy Sĩ, International University in Geneva. Bà là chủ tịch quỹ đầu tư bản Việt, doanh nghiệp có số vốn khoảng 55 triệu đô la Mỹ, chủ tịch chứng khoán bản Việt từ năm 2007 thành viên hội đồng quản trị ngân hàng bản Việt, từng giữ chức chủ tịch nhưng đã tạm thời nghỉ theo chế độ thai sản hồi đầu tháng 5 năm 2013. Bà Phượng kết hôn với ông Nguyễn Bảo Hoàng là một Việt kiều Mỹ năm 2008 và hiện có hai người con. Ông Nguyễn Bảo Hoàng sinh năm 1974 là tổng giám đốc quỹ đầu tư EDG. Việt Nam chuyên đầu tư vào các công ty thuộc lĩnh vực tiêu dùng, truyền thông và công nghệ kể từ năm 2004. Hiện ông là Chủ tịch Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam, Chủ tịch Học viện Thể thao Sài Gòn, (SSE), sở hữu chi nhánh McDonald's tại Việt Nam. Con trai út của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và bà Trần Thanh Kiệm là Nguyễn Minh Chiết, sinh năm 1988, từng học A-level tại trường Mỹ. Theo học cử nhân về kỹ sư kỹ thuật hàng không ở Đại học Queen Mary của Anh và hoàn tất khóa học thạc sĩ chuyên ngành kỹ sư chế tạo máy tại Anh, từng công tác tại Ban Thanh niên Nông thôn, Trung ương đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ủy viên Trung ương đoàn, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam, Bí thư tỉnh đoàn Bình Định và Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Định, nhiệm kỳ 2013-2017. Tháng 4 năm 2016, ông Nguyễn Minh Chiết làm đám cưới với cô đồng Thanh Vi, người từng đoạt giải Á hậu Đông Nam Á. Ngay sau lễ cưới, ông Nguyễn Minh Chiết được nhận quyết định bổ nhiệm làm trưởng ban thanh niên trường học Trung ương đoàn tại Hà Nội, nơi đồng Thanh Vi theo học tại trường cao đẳng kế toán Hà Nội. Hiện đang là bí thư trung ương đoàn, trường ban thanh niên trường học trung ương đoàn, chủ tịch trung ương hội sinh viên Việt Nam sau khi được quốc hội phê chuẩn cho thôi đảm nhiệm chức vụ thủ tướng chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam thủ tướng nguyễn tấn dũng và phu nhân đã xúc động thân tình đến cảm ơn và chia tay đồng chí cộng sự tại văn phòng chính phủ và bàn giao nhà công vụ trở về sống với đời thường trong tình cảm nồng ấm trân trọng của đồng chí đồng bào Thời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng còn đương chức, bà thường xuyên cùng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tham gia các hoạt động như thắp hương tưởng nhớ Hồ Chí Minh kính yêu, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và phu nhân tới Malaysia thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản. Nhân ngày vía Bồ Tát Quan Thế Âm, sáng ngày 15 tháng 10, bà Trần Thanh Kiệm, phu nhân Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng ông Trần Quốc Liêm, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh Bộ Công an đã đến thăm tu viện Khánh An, quận 12. Đại Đức Thích Trí Nhân, Viện Chủ trì Tu viện và Trư Tăng thân mật tiếp phu nhân Thủ tướng cùng phái đoàn. Trong buổi tiếp kiến, Đại Đức Viện Chủ đã nêu vai trò lịch sử của tu viện trong việc Hoàng Dương Phật Pháp cũng như trong hai thời kỳ kháng chiến cứu nước. Hiện nay, tu viện đã được nhà nước công nhận là di tích lịch sử cấp thành phố. Tu viện đang nằm trong thời gian xây dựng, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2012. Đại Đức cũng giới thiệu pháp môn hành trì của tu viện là thiền, tịnh, song tu. Trong xu hướng phát triển mới, tu viện là một trong trung tâm tu học của cả hai chúng, xuất gia và tại gia, đặc biệt là thế hệ thanh thiếu niên phát biểu với chư tăng tại chùa, phu nhân thủ tướng khẳng định vai trò bất phân ly của đạo Phật trong dòng sinh mệnh dân tộc. Bà kêu gọi tăng chúng tu viện nói riêng, tăng ni Phật tử địa phương nói chung, phát huy hơn nữa tinh thần hộ quốc an dân của đạo Phật, noi gương liệt vị tổ sư và tiền bối hữu công góp phần phát triển Phật giáo, cùng nhau xây dựng một xã hội phồn vinh, nước non bền vững. Tóm tắt sơ qua tiểu sử của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho những ai chưa nắm rõ. Ông Nguyễn Tấn Dũng nguyên là Thủ tướng Chính phủ Việt Nam. Họ và tên khai sinh Nguyễn Tấn Dũng, sinh ngày 17 tháng 11 năm 1949, quê quán thành phố Cà Mau tỉnh Cà Mau. Thành phần gia đình cán bộ kháng chiến, thành phần bản thân học sinh, tham gia cách mạng ngày 17 tháng 11 năm 1961. Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 10 tháng 6 năm 1967. Dân tộc Kinh, tôn giáo không, trình độ học vấn cử nhân luật, lý luận chính trị cao cấp. Chức vụ Thủ tướng Chính phủ và Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam và Bí thư Ban cán sự Đảng Chính phủ. Khen thưởng Huân chương kháng chiến hạng nhất không hai huân chương chiến công hạng ba, không sáu danh hiệu dũng sĩ, huân chương chiến sĩ giải phóng hạng nhất, hạng hai, hạng ba, huân chương hữu nghị của nhà nước hoàng gia Campuchia, huân chương vàng quốc gia và huân chương Aisala của nhà nước Cộng hòa Nhân dân Lào, huân chương Hosemati của Đảng và nhà nước Koba, Kỳ luật không, ủy viên trung ương đảng các khóa sáu, bảy, tám. 9, 10, 11. Ủy viên Bộ Chính trị các khóa 8, 9, 10 và 11 từ tháng 6 năm 1996 đến tháng 8 năm 1997 là Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị. Đại biểu Quốc hội các khóa 10, khóa 11, khóa 12 và khóa 13. Thương binh loại 2 trên 4 có 4 lần bị thương trong chiến tranh